Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi tiếp: đã không cần gì phải không? A Di Đà Phật, cái đó nó đã không rồi thì cần gì phải không? Những cái câu nọ nói như vậy, thật sự ra với những chúng sinh mà chưa bao giờ học Phật pháp, những câu này nó rất là tối nghĩa. Mình đọc mình không hiểu cái nghĩa như thế nào. Nhưng mà quý vị thấy Ngài Di Ma Cập đáp đây. Ngài Di Ma Cập đáp rằng: vì không phân biệt nên không. Quý vị thấy hay không? Vì không phân biệt nên không. Vấn đề của pháp yếu bát nhã đến đây thì đã quá rõ ràng. Bởi vì chúng sinh á, thì luôn luôn bị nhị nguyên chi phối, đó là chấp có hoặc là chấp không. Bởi vì do cái nhị nguyên chấp có chấp không nó chi phối mà nó sanh ra 84.000 phiền não trần lao. Còn cư sĩ Di Ma Cật á, bởi vì cái lòng thương xót chúng sinh đời sau mặt pháp này rất là bao la, vì thế nên Ngài chỉ dạy rất là rõ ràng. Ngài nói rằng: vì không phân biệt nên không. Quý vị nghe rõ câu này chưa? Vì không phân biệt nên không. Quý vị nào đạt đến cái trạng thái này là quý vị đạt đến cái căn bản trí, là quý vị đạt đến cái trí vô sanh. Bởi vì mình chưa đạt được trí vô sinh thì trí phàm phu nó vẫn di chuyển. Mà trí phàm phu thì nó nằm ở trong cái kiến văn tri giác. Kiến văn tri giác tất nhiên là thấy, nghe, hay và biết. Một người mà thấy, nghe, hay, biết càng nhiều thì họ khó đi vào trong cái bản tánh của Như Lai. Do đó trên đường tu, cái thấy, nghe, hay, biết mình càng diệt nó càng nhiều, nó càng tốt cho mình. Mà cái thấy, nghe, hay, biết này quý vị không dễ gì diệt. Quý vị muốn diệt nó là quý vị phải thấu rõ các pháp, thấy rõ thực tướng của pháp thì quý vị mới diệt được. Còn bằng không thì nó như hình như bóng, nó cứ ẩn ẩn hiện hiện, nó vẫn suy tư để nó tìm hiểu. Bởi vì nó chưa có học hết dạng pháp, nó chưa có hiểu hết dạng pháp, nó bắt buộc nó phải suy tư. Đến khi nào nó hiểu rõ thực tướng dạng pháp thì bây giờ kiến văn khi tri giác nó mới ngừng nghỉ. Đến được cái cảnh giới này thì người tu đã phá được cái nhân ngã. Và giới bên cái ngôi mà Bồ Tát Đại Thừa đó, khi mà quý vị phá nhân ngã rồi đó thì quý vị lên cái Bồ Tát Thất Địa. Cái quả này nếu mà bên Tiểu Thừa mà họ tu đó, họ phá được cái phần này rồi đó thì họ sẽ lên cái quả A-La-Hán. Nhưng mà quý vị tu theo bên Đại Thừa thì nó lên nhanh, cao hơn. Nó lên tới Bồ Tát Thất Địa rất là nhanh. Tại vì quý vị biết rằng một cái vị A-La-Hán đó, khi mà đã vào ở trong cái vô dư niết bàn rồi đó, có nhiều vị họ sợ cái sự trả dai của nhân quả mà họ không có dám trở lại trần gian này. Do đó trong kinh gọi là độn căn A-La-Hán. Độn căn A-La-Hán là những vị A-La-Hán họ còn sợ sệt, họ còn bị si mê ở trong cái sự an lạc thanh tịnh mà họ không có cái lòng độ sinh. Và ngược lại có những vị A-La-Hán, cái tâm của họ rất là từ bi. Trong nhiều muôn kiếp họ đã đến ở những cái thế gian này, họ đã từng là ăn những bát cơm của đàn na tính thí dâng lên. Do đó cái sự nhớ ơn của họ luôn luôn nằm trong tâm. Do đó họ vào trong vô dư niết bàn, họ không có thể nào họ yên nghỉ được. Họ muốn làm cái gì để mà trả lợi cho tất cả những cái công đức chúng sinh đã cúng dường cho họ trong cái thời gian họ làm chúng sinh. Vì thế mà họ phải quay trở về cái thế gian này. Một cái người mà từ cái chỗ mà vô dư niết bàn của thánh quả A-la-hán mà trở lại thế gian này, những vị đó gọi là hồi tâm A-la-hán. Và những vị này vào ở trong cái Bồ Tát Đại Thừa thì họ lên lập tức là Bồ Tát Thánh, chứ không phải là Bồ Tát Phàm. Bồ Tát Thánh là những vị đã tu chứng thánh đạo và hồi tâm trở lại, do đó cái địa vị của họ là Bồ Tát Thánh. Còn Bồ Tát Phàm là mình thọ giới của Đức Phật, rồi mình nhận được cái giới đó, mình cũng đồng đẳng cấp của Bồ Tát, nhưng mà mình chưa chứng cái thánh trí, mình chưa có phá được cái phiền não, do đó mình là Bồ Tát Phàm. Vị nào mà đạt đến cái chỗ mà Bồ Tát Thất Địa rồi
thì tâm bây giờ nó bắt đầu nó đạt được cái tánh bình đẳng. Do đó quý vị nghe nói cái bình đẳng trí, chỗ bình đẳng trí này là những vị Bồ Tát thất địa đã đạt được. Nhưng mà quý vị thấy rằng Ngài Trí Huệ Văn Thù Bồ Tát, Ngài vẫn không chịu dừng lại nơi đây. Ngài lại hỏi tiếp nữa. À, tại vì Ngài muốn đi sâu vào ở trong cái pháp tánh bát nhã. Ngài muốn là câu hỏi của mình để mà Ngài Di Ma Cật, Ngài lột trần tất cả những cái phương pháp mà đi vào trong cái lý tánh bát nhã, cho tất cả mọi đại chúng hiểu thấu để mà tu. Đây là câu hỏi của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài hỏi, không có thể phân biệt được ư? A Di Đà Phật. Đã nói không rồi thì có thể phân biệt được ư? À, quý vị thấy câu kinh nó tối nghĩa ha. Nhưng mà quý vị thấy Ngài cư sĩ Di Ma Cật đáp đây. Cư sĩ Di Ma Cật đáp, phân biệt cũng là không. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà kêu là ra ngoài cái pháp chấp rồi. Phân biệt cũng là không. A Di Đà Phật. Từ xưa tới giờ người ta nói phân biệt, phân biệt là phàm phu, không phân biệt là thánh nhân. Mà ở chỗ này ông Di Ma Cật ông xuống một cái nhát gươm, phân biệt cũng là không. Mà thật sự như vậy, thật sự như vậy. Bồ Tát khởi tâm phân biệt là vì muốn dạy pháp, muốn dạy đạo cho chúng sinh, nhưng mà tâm các ngài vẫn luôn trụ ở không. Quý vị đại chúng nào hiểu được cái phần này thì quý vị trong đêm nay quý vị sẽ đạt đến sự an lạc vô cùng. Và có thể mà quý vị tiến xa hơn nữa, quý vị vào trong cái bậc thánh, nếu quý vị hiểu được cái câu này. Phân biệt cũng là không. Quý vị nào chứng được phân biệt cũng là không là quý vị đã lên tới Đệ Bát Địa Bồ Tát. Bởi vì cái pháp Đại Thừa nó hay như vậy đó. Do đó Thầy mới bỏ bao nhiêu công sức để mà Thầy trình bày, để cho quý vị biết để tu học, để mà cái đường tu của quý vị nó ngắn lại, quý vị đạt đến cái chỗ bất thối chuyển của Bồ Tát, lên quả đạo nó nhanh hơn. Cái câu trả lời của Ngài Di Ma Cật này thật sự nó làm cho tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó nghiêng ngả thiệt cả nghe. Tất cả những chư quỷ thần cũng là kinh tâm mà dở mặt. Cái câu này nó quá hay, nó quá tuyệt vời. Cái tâm phân biệt cũng không nữa là nó quá tuyệt vời rồi. Chưa có thể nào một cái người nào mà chưa, một người nào mà có thể nói được cái câu như vậy. Mình đã nói tâm phân biệt là chúng sinh, mà ở đây ông Duy Ma Cật nói tâm phân biệt cũng là không. Quá tuyệt vời. Một cái vị cư sĩ mà đắc pháp đến cái giai đoạn này là không thể nào mà có thể tưởng tượng được, nhất là trong cái hàng tại gia. Như vậy thì quý vị là những vị thiền sĩ, những vị Bồ Tát, những vị cư sĩ tại gia, thì quý vị thấy quý vị hãnh diện không? Quý vị tu vẫn đắc đạo giống như Di Ma Cật. Chỉ có cái quý vị chịu hành trì, và quý vị phải có thầy để biết pháp môn tu. Quan trọng là chỗ đó. Cái phá trí huệ bát nhã, quý vị không có thầy quý vị phá không được. Tại vì quý vị không biết cái nơi để mà vào. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài cũng chưa chịu dừng trụ đây nữa. Ngài lại muốn cho tất cả quý đại chúng, và nhất là những cái bậc mà hiền sĩ nè, những cái bậc mà chư thiên, phạm thiên đi theo Ngài nè, phải thấu rõ được cái căn nguyên của không. Nên Ngài hỏi tiếp. Không phải tìm nơi đâu? A-di-đà Phật. Quý vị thấy không? Không phải tìm nơi đâu. Bởi vậy cái lời trả lời của hai vị đại cư sĩ, đại Bồ Tát này nó thâm sâu vô cùng. Ông Di Ma Cật ông trả lời phân biệt cũng không phải là, cũng là không. Mà vậy mà ông Văn Thù ông xuống thêm câu nữa là không phải tìm nó đâu. Đây là cái chỗ mà mình phải biết cái căn cơ của không nó đâu thì mình mới phá được. Do đó đây là cái sự từ tâm của Văn Thù Sư Lợi, Ngài mới nói là điều này. Nếu mà một cái bậc mà không có từ tâm,
Thì tới đây là đã có thể là ngưng cái phần bàn luận rồi. Nhưng mà bởi vì cái từ tâm của Ngài Văn Thù Sư Lợi quá quá cao sâu như là đại hải, do đó Ngài mới xuống thêm một cái phần nữa là không phải tìm ở đâu. Có nghĩa là phải truy nguyên ra cái không, nó ở đâu mình mới phá được. Quý vị khi tu cũng vậy, quý vị phải tìm ra cái điểm đứng của cái sự phiền não, quý vị mới phá được. Một vị mà tướng quân đem quân ra ngoài mặt trận để mà phá tan những cái mặt trận của quân địch thì làm sao? Thì ít lắm phải biết quân địch nó đóng trại ở đâu, biết ít lắm phải biết rằng cái vị tướng lãnh của những cái quân địch nó là ai, cái khả năng nó như thế nào, thì bây giờ mình ra quân mình mới thành tựu. Người tu cũng vậy, mình phải biết cái căn bổn của sự phiền não nó từ đâu nó phát sinh thì mình mới phá được cái phiền não. Cũng như ở đây Ngài Di Ma Cật giảng về cái pháp Bát Nhã, trí huệ Bát Nhã, nói về cảnh giới không, nhưng mà Ngài Di Ma Cật nói thì rất là tuyệt vời, bởi vì Ngài đã chứng được, thành ra Ngài nói nó rất là vô ngại biện tài. Nhưng mà bây giờ thầy với quý đại chúng có chứng được chưa? Do đó Ngài Văn Thù Ngài mới thêm câu nữa, như vậy thì cái không này phải tìm ở đâu? Đây là cái chỗ mà Ngài Văn Thù Sư Lợi muốn ông Duy Ma Cật chỉ nơi cái chỗ mà trú ngụ của cái phần mình cần phải diệt. Quý vị lắng nghe Ngài Duy Ma Cật trả lời. Bây giờ thì Ngài Duy Ma Cật trả lời rằng phải tìm trong 62 món kiến chấp. A Di Đà Phật. Vậy bây giờ mình đặt ra cái câu hỏi, vậy 62 món kiến chấp nó là gì? Cái phần này thì thầy đã dạy rất là rõ ràng trong những cái kinh đại thừa thầy đã thuyết giảng từ trước, chẳng hạn như kinh A Di Đà, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà ngày hôm nay trong cái kinh Di Ma Cật thầy cũng lặp lại để cho cái lời văn và ý nghĩa của kinh nó tuần tự, nó đầy đủ. Quý vị biết rằng tất cả những cái thấy của chúng sinh ở trong thế gian này nó rộng và nó bao hàm rộng lớn. Tuy nhiên khi mà nó gom lại thì nó không có ra ngoài 62 kiến chấp. Đây là những cái ý kiến sai lầm tà dại của tất cả những chúng sinh. Và 62 món kiến chấp này nó quy nguyên, nó trở về ở trong ba cái ý kiến chánh như sau. Một là ngã kiến. Ngã kiến là quý vị biết là sao? Ngã tất nhiên nói về cái bản ta, bản ngã của mình. Ngã kiến tất nhiên là mình còn chấp cái bản ngã của mình, là chấp ta đó. À, đó là ngã kiến. Rồi hai là đoạn kiến. Cái chỗ đoạn kiến này đó, có những cái giáo phái nó nói rằng con người lên trên thế gian này có một thân này thôi, hưởng hết cái thân này rồi chết và sau cùng là diệt mất. Như vậy là họ chấp đoạn kiến, có nghĩa là chấp chẳng có thân tâm. Và họ nói rằng mình lên cái cõi đời này khi chết mình sẽ mất đi, không còn một cái gì, nó không còn một cái gì mà trường cũ nữa hết á. Như vậy thì họ bác luôn cái sự tái sanh của nhân quả luân hồi. Chỗ này trong kinh Phật gọi là đoạn kiến, là đối với những người mà họ còn cái tâm tà dại. Rồi bây giờ tới thứ ba là thường kiến. Có những giáo phái họ nói rằng quý vị đã sanh vào đây rồi, quý vị làm thiện, quý vị làm ác, quý vị làm bất cứ cái gì thì quý vị vẫn sống mãi mãi. Đây là cái chỗ mà ngoại đạo nó chấp như vậy. Vì nó chấp như vậy thành ra nó thường có cái sự sai lầm. Nó thường làm những cái việc ác mà nó không gớm tay. Bởi vì nó chấp rằng nó sẽ sống mãi mãi, dầu cho nó làm những cái điều ác đi nữa hay làm điều thiện đi nữa thì không có cái gì chi phối nó hết á, nó sẽ sống mãi mãi. Đây là cái chỗ mà Đức Phật gọi là ngoại đạo thường kiến.
Và trong cái ngã kiến này đó, nó tạo nên bởi là cái ngũ uẩn. Quý vị thấy chúng sinh thì sao? Ngoài cái thân tứ đại là đất, nước, lửa, gió tạo thành, thì ở trong còn cái ngũ uẩn chi phối. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị nhớ rằng từ cái ngã kiến chấp ta này nó mới có cái ngũ uẩn. Và từ cái ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, mỗi một cái chi là mỗi một cái sắc, nó có bốn cái con đường mà nó phải xác định. Và cái thọ nó cũng có bốn con đường xác định, tưởng cũng bốn con đường xác định, hành cũng bốn con đường, và thức cũng bốn con đường. Bởi vì gom lại tất cả thì nó chỉ có chấp có như đó thôi, nó chấp có bốn cái phương tiện thôi. Bởi vì ngũ uẩn mà nó chấp như vậy, do đó từ bốn mà quý vị nhân lên cho năm thì nhiêu là 20. 20 mà đời sống của chúng sinh nó không phải là đời sống hiện tại không. Nó sống từ cái quá khứ, nó có ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Quý vị nhân 20 cho ba thời thì bao nhiêu? Là 60. Như vậy thì từ ngã kiến nó đã sanh ra cái chấp ta không, từ cái chấp ngã không mà nó đã sanh ra 60 cái thấy tà dại rồi. Và 60 cái thấy tà dại này nó cộng thêm cái đoạn kiến và thường kiến nữa, thành ra nó thành ra 62 cái kiến chấp tà dại. Quý vị thấy rõ chưa? Và như vậy thì cái 62 cái món kiến chấp này nó là đầu mối của sự sinh tử và luân hồi. Vì thế mà Ngài Duy Ma Cật Ngài mới dạy cái tắc cách mà làm sao mà tìm cái không này ở trong 62 cái kiến chấp phiền não này thì mình mới đạt được cứu cánh. Có nghĩa là mình làm sao mà 62 cái kiến chấp tà dại này nó quay trở về không, mà chính từ trong nó đã có cái không đó rồi. Quý vị thấy hay không? Như vậy thì cái căn bản của cái không thì nó từ đâu? Nó từ trong 62 kiến chấp này. Nếu mà không có 62 kiến chấp này, chúng sinh không có luân hồi, mà chúng sinh cũng không có làm điều tà dại. Chúng sinh luôn luôn ở trong cái cảnh thường tịch quang tịnh độ, hay là luôn luôn ở trong cái cảnh giới đại bát niết bàn, chứ không có bị chịu luân lưu trên cái lục đạo luân hồi như thế này. Nhưng mà Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài cũng chưa chấp nhận, Ngài lại hỏi tiếp nữa. Như vậy thì 62 cái kiến chấp này tìm ở đâu? Thì quý vị đại chúng lắng nghe đây, đây là cái chỗ mà Ngài Duy Ma Cật trả lời. 62 kiến chấp này tìm ở trong các pháp giải thoát của chư Phật. A Di Đà Phật, câu nói rất là hay. Bởi vì nếu họ không có cái phương pháp của các chư Phật thì mình không có hiểu được 62 kiến chấp này. Bởi vì đây là những cái pháp môn, đây là những cái pháp mà nó từ ở trong cái Phật pháp nó mới có. Quý vị tìm ở những ngoại đạo về 62 kiến chấp này nó không có. Nó chỉ từ trong Phật pháp mà nó có. Như vậy thì đoạn kinh này quý đại chúng đã thấy rõ ràng cư sĩ Duy Ma Cật Ngài chỉ rất rõ ràng 62 cái kiến chấp này nó không có tìm ở đâu xa xôi á, nó nằm ở trong cái pháp giải thoát của mười phương chư Phật. Mà vì 62 kiến chấp này mười phương chư Phật mới tu để thành đạo. Nếu không có cái 62 kiến chấp này thì khỏi tu, có gì đâu mà tu nữa, nó có phiền não đâu mà tu. Luôn luôn tâm nó an lạc, tâm nó tự tại, hồn nhiên, nó không nó thư thư, nó thư thư thái, tự tại, nó luôn luôn nó nằm ở trong cái cảnh giới vô tư, không có phiền não, đâu có gì phải tu. Quý vị thấy không? Bởi vì thế mà các chư Phật biết rằng 62 kiến chấp này khi mà nó chưa quay trở về cái tánh không của nó thì nó chính là phiền não. Và nó làm cho mọi chúng sinh phải luân lưu trên con đường lục đạo luân hồi. Và những chúng sinh đó gọi là phàm phu. Cái gì thấy tội không? Và nếu mà chúng sinh mà biết quay 62 cái kiến chấp này, quy ngược nó đưa nó trở về trong cái trạng thái không còn bị vướng mắc nữa, tất nhiên là trở về trạng thái không, thì sao?
Thì đây chính là cái pháp giải pháp, giải thoát của mười phương chư Phật dạy. A Di Đà Phật, lý luận này rất là cao á. Nhưng mà không cao đâu, quý vị tu đi rồi quý vị sẽ thấy. Cái gì cũng vậy hết. Quý vị nghe cái thuyết pháp xong, quý vị phải thực hành, quý vị chứng được cái phần này quý vị mới thấy được. Nhưng mà hôm nay thầy giảng để cho quý vị có ý niệm, có một cái ý tưởng để mà hiểu được được các pháp để mà tu. Nhưng mà quý vị thấy rằng với một cái gì vậy mà trí huệ Bồ Tát như là Văn Thù Sư Lợi, ngài đâu chịu dừng ở đấy đâu. Vậy là Phật ngài hỏi tiếp nè: như vậy thì cái pháp giải thoát của chư Phật tìm ở đâu? A Di Đà Phật, ông Văn Thù này ông chưa chịu ha, ông hỏi vậy thì các pháp của chư Phật tìm ở đâu? Nếu mà thật sự thầy với đại chúng chắc là mình tới đây rồi, mình cũng phải chịu thua thôi. Bây giờ các pháp giải thoát chư Phật mình biết tìm đâu giờ? Nhưng mà quý vị đại chúng nghe đây, câu trả lời của cư sĩ Di Ma Cật như sau: pháp giải thoát của chư Phật tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sinh. A Di Đà Phật. Cái câu này nó rất là tuyệt diệu. Như vậy thì qua cái lời trả lời của cư sĩ Di Ma Cật thì tất cả quý đại chúng thấy rằng rõ ràng các pháp mà giải thoát của chư Phật không có tìm ở đâu xa hết á. Nó nằm ở trong tâm hạnh của mọi chúng sinh. Bởi vậy chị quý vị thấy sao? Có những chúng sanh khi mà họ phát tâm tu, cái tâm hạnh của họ nó thắng diệu, họ tu rất là mau thành đạo. Và có những chúng sinh cũng phát tâm tu mà tâm hạnh của họ còn quế trược, tâm hạnh của họ còn những cái vướng mắc của cái thế gian pháp, họ tu rất là lâu. Do đó quý vị thấy rõ ràng từ cái tâm hạnh chúng sinh này nó chuyển pháp Như Lai, nó chuyển con đường giải thoát rất là nhanh. Bằng chứng là quý vị thấy trong cái kinh Pháp Hoa, ngài Văn Thù Sư Lợi ngài đã xuống Long Cung, từ nơi Long Cung ngài giảng về cái diệu pháp Liên Hoa để mà cho tất cả những long thần hiểu rõ để mà tu đi vào chứng vào cái quả, các cái quả như Bồ Tát hay là những cái quả đẳng giác. Nhưng mà ngược lại chỉ có con gái của Long Dương là Tiểu Long Nữ, vị này chưa có tuổi trưởng thành, mới có 8 tuổi thôi, nghe được cái điều này đã giác ngộ. Và khi đã giác ngộ rồi đi theo Văn Thù Sư Lợi, đi theo Văn Thù Sư Lợi đến đảnh lễ của, đến đảnh lễ đạo tràng của ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì ngài Văn Thù Sư Lợi chỉ cái Long Nữ rằng đây là một cái người Bồ Tát thắng diệu, người này có thể thành Phật. Nhưng mà các vị thánh tăng thời bây giờ không chấp nhận, bởi vì những vị thánh tăng họ còn chấp pháp, họ nói rằng người nữ không thể thành Phật được, người nữ không thể thành một vị chuyển luân thánh vương được. Bây giờ ngài Văn Thù nói rằng vị này thành Phật, tôi không tin. Thì bây giờ Long Nữ mới cởi cái sâu chuỗi ngọc của mình cúng dường đến cho Đức Như Lai, và mới hỏi những vị thánh tăng rằng thấy tôi cúng dường Đức Như Lai nhanh không? Quý vị là nói rất nhanh. Thì Long Nữ nói rằng tôi thành Phật cũng nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt là cái vị Long Nữ 8 tuổi về nước Vô Cấu là một vị Như Lai ở đó rồi. A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ tâm hạnh thắng diệu của chúng sinh mà thầy muốn nói. Có nhiều người họ tu muôn kiếp vạn kiếp mà không thành tựu, bởi vì tâm hạnh của họ vẫn còn quế trược. Mặc áo đạo nhưng mà tâm vẫn còn đời, mặc áo đạo nhưng mà tâm vẫn còn vọng tưởng. Đó là tâm hạnh quế trược, do đó không thành đạo. Quý vị không cần mặc áo đạo, quý vị ở tại gia, quý vị tu hành, nhưng mà tâm tưởng quý vị trong sạch, cái sự thành đạo quý vị có ngay lập tức. Bởi vì cái đạo giải thoát là từ tâm hạnh của chúng sinh. Quý vị nghe rõ, ông Di Ma Cật ông đã dạy rõ điều này. Và quý vị đã thấy rõ ràng cái việc mà xảy ra cách đây có 1,000+ năm thôi, trong đạo tràng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, một cái vị mà đã dạy đạo cho các chúng tăng nhân 25 năm là thần tú,
kinh sách sử sách gì ông cũng đọc hết á, tam kinh đại điện gì ông cũng nghĩa là đưa vào trong bản tâm ông chứa đầy đủ trong hết á. Nhưng mà sao, nhưng mà tâm hạnh vẫn chưa bằng một cái vị cư sĩ là Huệ Năng. Huệ Năng là cái người mà cha chết sớm rồi phải đi làm cái nghề mà đốn củi để mà nuôi mẹ già, không có được học thức mà lại lấy được cái ngôi tổ trong vòng 8 tháng. Bởi vậy sao? Bởi vì tâm hạnh của Ngài, tâm hạnh của Ngài không bị quế trược, tâm hạnh của Ngài không có nằm ở trong cái kiến trăng văn, kiến văn tri giác, có nghĩa là không nằm trong cái thấy nghe hay biết nhiều. Do đó cái tâm phân biệt nó không có nhiều, vì vậy mà đắc pháp rất là nhanh. Bởi vậy mấy người mà học giả khi mà họ vào tu đó, nếu mà họ biết quên hết những cái gì họ học thì quả mai họ có thể nắm bắt được một chút phần nào của bản tâm. Còn nếu họ dùng cái tâm suy tưởng của học giả của họ để họ tìm trong Phật Pháp, Thầy nói muôn năm họ vẫn nằm ở trong vô minh. Cũng như một vị học giả đến thăm một cái thiền viện, Ngài gặp một cái vị thiền sư, Ngài mới hỏi rằng: Kính bạch thiền sư, tôi là một vị học giả, tất cả những pháp thế gian tôi đã học xuyên qua hết, cái gì tôi cũng biết hết, Ngài hỏi cái gì tôi cũng biết hết á. Nhưng mà tại sao về cái pháp lý của Phật tôi không nắm vững? Ông thiền sư này ông không trả lời. Ông đem hai ly nước ra, ông để trước mặt người học giả một ly, ông một ly, ông lấy cái nước trà ông chọ chế vô cái ly của ông, rồi xong cái ông bắt đầu ông lấy cái bình nước trà ông chế vô cái ly học giả, ông chế cái ly mà cái ly nó đã đầy rồi mà ông vẫn cầm cái bình ông chế. Ông học giả nói: Thưa thiền sư, ly của tôi đầy rồi ông chế làm gì? Thì bây giờ ông thiền sư mới nói rằng đó chính là cái chỗ ông không thấu được cái đạo Phật, là tại vì ông dùng cái tri kiến nó đã over rồi, nó đã tràn đầy rồi. A Di Đà Phật. Vì vậy mà khi mà học về trí bát nhã, quý vị càng suy tưởng bao nhiêu, quý vị càng đi vào chỗ không đúng bao nhiêu. Cái bản tánh của Như Lai nó không phải vậy. Bản tánh của Như Lai không phải nằm ở trong cái tư tưởng mà tầm cầu. Cái chỗ này là cái chỗ bí mật của mười phương chư Phật, mà hôm nay cư sĩ Di Ma Cật đã trình bày cho quý vị thấy rõ ràng. Đây là một cái diệu pháp. Như vậy thì tùy cái tâm hạnh của chúng sinh, khi mà phát tâm tu hành thì chắc chắn chúng sinh đó sẽ đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Vì thế mà trên đường tu, cái sự tinh tấn được hay không là do cái hạnh nguyện của chúng sinh khi mà phát khởi. Quý vị thấy Đức Bổn Sư Thích Ca của mình cũng vậy. Khi Ngài đi học đạo, Ngài cũng bị bơ vơ. Lúc đó Ngài thật sự bơ vơ, bởi vì bây giờ chưa có một vị đạo sư nào thành Phật hết. Chưa có một vị đạo sư nào thành Phật, làm sao ai có thể biết được trong cái đạo Phật như thế nào, trong cái sự giác ngộ, trong cái sự giải thoát như thế nào. Do đó Ngài mới tìm gặp hai vị mà nổi tiếng thời bấy giờ. Một vị thì dạy cho Ngài vào rồi trong cái cõi cảnh giới vô sắc, rồi một vị cũng dạy cho Ngài vào trong cảnh giới vô sắc, nhưng mà cái cảnh giới cao tột đó là phi tưởng xứ. Nhưng mà cảnh giới này nó không phải là cảnh giới của bậc thánh tăng, nó chưa phải là cảnh giới mà thoát ly được các pháp. Chính Bổn Sư Thích Ca, Ngài đã đến tại cái cội cây Bồ Đề, chính nơi đây Ngài đã dùng cái tâm hạnh và phát nguyện: Ngài hôm nay tôi ngồi xuống cội cây Bồ Đề này,
Nếu tôi chưa thành đạo, dù máu tôi có đặc, xương tôi có khô, tôi khổng cũng vẫn không đứng lên. Đây là cái chỗ tâm hạnh của một người tu chân chánh. Do đó 49 ngày sau, Ngài đã hoàn toàn đạt đến sự giải thoát. Vì vậy trong cuộc đời này, quý vị cố gắng phát một cái tâm nguyện thật sự với cái bản tâm của mình. Trong đường đời này, quý vị sẽ thành đạo. Trong một cái kiếp này, quý vị sẽ thành đạo. Bây giờ thầy tiếp tục phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi tiếp: vì sao mà cư sĩ không có thị giả? Ngài Di Ma Cật đáp rằng: tất cả chúng ma và ngoại đạo là thị giả của tôi. Vì sao? Vì các ma thì ưa thích sanh tử, mà Bồ Tát thì ở nơi sinh tử không bỏ. Còn ngoại đạo thì ưa thích các chi kiến chấp, mà Bồ Tát ở nơi các kiến chấp không động. Mà vì là Phật hồi nãy thầy đã giảng 62 kiến chấp, đó là ngoại đạo, nó chấp về 62 kiến chấp này rất nhiều. Nó chấp nhưng mà Bồ Tát thì không chấp, thành ra Bồ Tát đi ngược vào cái tánh không của 62 cái kiến chấp, do đó các Bồ Tát mới thành đạo. Quý vị đại chúng biết rằng hầu hết những cái bậc mà Bồ Tát lớn đó đều có thị giả theo hầu, với mục đích là để lo những tứ sự vật chất và gánh vác những cái việc mà nhẹ, để giúp cho những vị Bồ Tát đó được an ổn để mà tu hành. Và quý vị cũng thấy rằng ở trong cái thành Tỳ Gia Ly thì cư sĩ Di Ma Cật cũng là có một người trưởng giả nổi danh, chứ đâu phải là người nghèo khổ đâu. Ổng là một vị trưởng giả có danh tiếng, mà từ vua, quan, những vị thiền sĩ đều biết tên tuổi. Thế mà hôm nay khi mà ổng nằm bệnh thì trong cái căn nhà nó trống rỗng à, không có một vật để trang trí, để trang nghiêm cái chỗ nhà ở nữa, mà rồi cũng không có thị giả để theo hầu hạ nữa. Điều này nó làm ngạc nhiên cho các tăng sĩ và cho những cái vị mà vua quan, cũng như là những vị Phạm Thiên hay là những vị mà Đế Thích Thiên Vương đi theo để nghe pháp, họ rất là ngạc nhiên. Bởi vì thế mà Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài mới hỏi là vì sao cư sĩ bệnh mà không có thị giả hầu hạ để lo lắng thuốc men. Và bây giờ quý vị lắng nghe cái câu trả lời của cư sĩ Di Ma Cật đây. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật trả lời, cái câu trả lời của Ngài làm cho tất cả đại chúng đi theo Ngài Văn Thù bây giờ kinh hồn thất tán. Tất cả các ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. A Di Đà Phật. Cái câu rất là tuyệt vời, tuyệt vời. Mà thật như vậy, quý vị thấy giới người phàm phu đó, họ chấp pháp, họ chấp ngã, họ chấp những tất cả cái vật chất. Vì vậy mà khi mà họ sở hữu cái tài vật, họ sở hữu rất ít. Quý vị thấy cái thân của mình nó đâu có bao nhiêu đâu. Và thí dụ quý vị có mua nhà cửa, quý vị có chất của báo nữa cũng không bao nhiêu hết á, phải không? Bởi vì vậy mà khi mà mình đã chấp vào vật chất thì cái của cải mình nó ít vô cùng. Nhưng mà ngược lại với đối với tất cả những chư Bồ Tát thì lại khác à. Bởi vì các pháp chấp và ngã chấp các ngài đã xóa sạch rồi. Do đó tất cả những cái gì mà vật chất, tất cả những món gì mà trân bảo quý giá ở trong cái cõi vũ trụ này đều là vật sở hữu của Bồ Tát hết. Quý vị thấy những vật bồ, những vị Bồ Tát, các ngài đâu có màng cái gì ở trong vũ trụ này đâu. Các ngài đi đến đây để mà hóa độ chúng sinh. Do đó các ngài có thể uống nước suối, các ngài có thể gối đầu ở trên một cái mảnh đá nào đó để mà nằm mà ngắm trăng sao. Vì vậy mà đối các Bồ Tát thì cái nhật nguyệt chỉ là cái bóng đèn để mà soi sáng cho Bồ Tát lúc mà các Bồ Tát đọc kinh mà thôi. Khi ngủ thì Bồ Tát nằm ở dưới đất, cái đầu dựa trên vạn tượng của vạn vật. Quý vị thấy có phải là Bồ Tát là chủ của vạn vật không?
A Di Đà Phật. Vì vậy mà quý vị đừng bao giờ tham đắm những của thế gian. Quý vị ráng tu hòa đồng trong vũ trụ, tất cả của vũ trụ là của quý vị. Ngoài ra thì các chúng ma, những cái bọn ma này nó rất là tham ái dục. Bởi vậy nó phải chịu sự sai khiến của nghiệp lực mà nó chịu, nó bị oan uổng luân hồi ở trong cái lục đạo luân hồi này. Và những cái bọn mà ngoại đạo, nó chấp pháp, chấp ngã đó, nó tà vọng ở trong cái tri kiến đó, nó đều là thị giả của Bồ Tát hết. Đúng như vậy. Bởi vì khi mà quý vị đã hòa đồng cái tâm thể của mình vào trong cái vũ trụ đại đồng này, thì cái gì trong vũ trụ này đều là thị giả của vị hết, đều là những vật sở hữu của vị hết. Vì vậy mà trong kinh có một câu: bỏ hết để mà được hết, được hết để mà mất hết. Quý đại chúng đều biết rằng các chư Bồ Tát lớn, các ngài thường thị hiện vào ở trong cái cõi Ta Bà này với mục đích là ngài giáo hóa chúng sinh. Các chúng ma này cũng là những chúng sinh thiếu phước, những chúng sinh mà họ quá nghèo khổ về phước báo, do vậy, do đó mà họ phải lắng những lời dạy bảo của Bồ Tát để cho họ được tiến hóa. Như vậy thì quý vị thấy là chúng ma là gì? Là vừa là thị giả mà vừa là đệ tử nữa. Bởi vì họ không có pháp tiến hóa, họ không có pháp giải thoát. Mà cái người mà dạy mình pháp tiến hóa với pháp giải thoát, tức là gì? Là thầy của mình đó. Do đó những chúng ma này, nó tri ân, nó phục dịch cho những vị Bồ Tát đó, không có nhàm mỏi. Và các chúng ngoại đạo thì cũng thế. Bởi vì tà vọng, vọng kiến si mê, nên họ cứ đi quanh quẩn lại ở trong cái cõi lục đạo luân hồi này mà thôi, rất là tội nghiệp. Ngày hôm nay các chư Bồ Tát đến đây, các ngài chỉ rõ những cái sự vọng chấp của họ, chỉ rõ những cái mà sự si mê của họ, và tháo gỡ những cái vướng mắc phiền não cho họ. Chính vì thế mà họ chịu sự dạy bảo của Bồ Tát. Như vậy thì họ nghe lời sự dạy bảo Bồ Tát, vậy họ là gì của Bồ Tát? Họ chính là đệ tử hay là thị giả của Bồ Tát. Bởi vì các lý lẽ trên, nên ngài Di Ma Cật ngài đáp một cách khẳng định rằng chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Câu này rất là tuyệt vời, thầy thích câu này nhất. Mà quý vị tu, mà quý vị hòa đồng vào ở trong cái pháp giới tánh, quý vị thấy điều này nó thật đúng. Nó không phải là một lời nói mà suông, mà lời nói từ ở trong tâm của một người đã thực chứng. Giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì ngài Văn Thù lại hỏi tiếp: bệnh của cư sĩ tướng trạng như thế nào? Ông Di Ma Cật đáp: bệnh của tôi không hình, không tướng, không thể thấy được. Quý đại chúng đều biết rằng phàm mà một người mà bị bệnh đó, thì họ thường hiện ra cái tướng trạng của bệnh. Thầy lấy thí dụ như người mà bị cao máu, tức như họ bị cái quả nhiệt nhiều đó, thì luôn luôn mặt của họ đỏ hồng, hai cái lỗ tai của họ cũng đỏ ửng giống như là ức hiểm vậy đó. Còn cái người mà họ bị bệnh về cái thủy nhiệt thì sao? Thì họ thường ho hen nè, nước mắt nước mũi của họ luôn tuôn rơi nè, đó là tướng trạng của bệnh.
Vì thế mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Ngài hỏi cái tướng trạng của bệnh để chi? Để Ngài tùy phương, để mà Ngài giúp đỡ cho cư sĩ Di Ma Cật. Nhưng mà ở đây quý đại chúng đều biết rõ ràng là cư sĩ Di Ma Cật Ngài không có bệnh. Ngài chỉ giả bệnh. Ngài giả bệnh để mà tùy duyên, Ngài thuyết pháp cho tất cả mọi người chúng sinh đang si mê. Cho nên vì thế mà cái tướng trạng bệnh của cư sĩ Di Ma Cật nó không có hiện tiền. Do đó cư sĩ Di Ma Cật Ngài mới nói: bệnh của tôi không hình, không tướng và không thể thấy được. Cái câu trả lời này là cái câu rất là khôn ngoan. Bởi vì một người giả bệnh mà mình nói ngược lại, mình nói rằng tại vì tôi bệnh nó như vậy, thì quý vị sao? Quý vị đi ngược với tâm quý vị. Quý vị giả bệnh mà, chứ đâu phải bệnh đâu. Do đó cái câu trả lời này rất là khôn ngoan. Bởi vì nó khiến cho cư sĩ Di Ma Cật Bồ Tát, Ngài không rơi vào ở trong cái giọng ngữ, không rơi vào trong cái nói dối đó. Nói dối cũng là một cái giới của Bồ Tát đó. Thành rằng một người Bồ Tát mà thọ giới đó, với cái tâm mà khôn ngoan đó, họ tránh những cái giới họ không bao giờ phạm hết. Mà cái lời của họ nói ra rất là êm dịu. Họ đi qua cái giới rất là nhẹ nhàng. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Ngài Văn Thù, Ngài lại hỏi: bệnh ấy hiệp nơi thân hay hiệp với tâm? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: không phải hiệp với thân, vì thân tướng vốn là tướng lìa. Cũng không hiệp với tâm, vì tâm như quyển như quá. A Di Đà Phật. Quý đại chúng thấy rõ ràng là theo mà y học đó, mình khi mà mình muốn biết cái bệnh trạng của cái người bệnh đó, thì trước hết mình phải biết sao? Mình biết cái bệnh trạng của người đó nè. Và sau đó mình phải biết rằng cái bệnh đó nó hợp với thân hay là nó hợp với tâm. Nếu nó hợp với thân thì gọi là thân bệnh, hay là nó hợp với tâm thì gọi là tâm bệnh. Quý vị thấy con người mình khi mà bệnh không phải là bệnh thân không? Có những người họ bị suy tưởng, họ bị suy nhược thần kinh, họ nằm ở trong cái tâm bệnh đó. Suy nhược thần kinh không thể gọi là thân bệnh mà gọi là tâm bệnh. Do đó ngoài ra mình thấy được tướng trạng của bệnh rồi, mình cũng phải biết rằng cái này thân bệnh hay là tâm bệnh. Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật Ngài đã phá được cái ngã chấp, Ngài đã phá được pháp chấp, Ngài đã đạt đến cái tứ đại và ngũ uẩn nó đã giai không rồi. Do đó mà cư sĩ Di Ma Cật Ngài mới trả lời rằng bệnh này nó không hợp ở thân, bởi vì cái thân của ông do sự giả hợp của tứ đại mà thành tựu, nên có sự giả hợp nó có lúc nó phải chia lìa. Và cũng không hợp ở tâm, bởi vì cái tâm của cư sĩ Di Ma Cật nếu mà chưa đắc thánh quả thì nó cũng như quyển như quá. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái lời của ngài cư sĩ Di Ma Cật rất là tuyệt vời, rất là hay. Cái chỗ này để nói lên cho quý đại chúng, mình đừng yêu quý cái thân quá. Bởi vì thân quý vị, dầu cho quý vị có uống được cái thuốc trường sinh đi nữa thì cũng 100 năm, hay là hơn 100 năm, là quý vị hơn 100 năm, chừng khoảng 150 năm là quý vị cũng đã đi hết rồi. Tại vì thân quý vị nó tạo thành là do cái đất nước lửa và gió. Đất nước lửa và gió nó không có tồn tại với thời gian, nó nằm ở một cái khởi điểm nào đó, và đến một cái điểm nào đó nó bắt buộc nó phải tiêu diệt. Do đó những người mà ham mà sống đó, mà thích ăn uống bổ dưỡng để mà sống hoài, là những người này họ nằm ở trong cái vọng tưởng điên đảo. Hầu hết những cái người mà họ tu tiên họ nằm trong vọng tưởng điên đảo dữ lắm. Họ không muốn cái thân của họ chết, thành ra họ ăn đủ cái loại, hay là họ tập luyện đủ cái thứ loại để họ giữ cái thân này. Nhưng mà giàu tiên đạo đi nữa, họ giữ cái thân mạng giỏi lắm cũng 84.000 năm rồi họ cũng phải chết thôi. Bởi vì trong cái pháp sinh diệt nó đã nói rõ ràng, có sanh là phải có diệt,
Thành ra quý vị đến đây là để học đạo. Học đạo đắc được pháp thân thì quý vị mới là thường trụ ở trong cái vũ trụ mênh mông này. Không có ai hại quý vị được hết. Mà quý vị chẳng hề có sống có chết nữa. Chỗ nào cũng là chỗ quê hương quý vị, chỗ nào cũng là tự tại. Thích thì vào, không thích thì không vào. Thương chúng sinh thì thị hiện vào để giáo hóa, không thương chúng sinh thì an nghỉ nơi đại bát niết bàn. Bởi vậy nó mới có cái phương pháp giải thoát của Đức Phật ra đời, để cho chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến, ngộ nhập được bản tánh Như Lai, ngộ nhập được cái bản tánh bất sanh bất diệt. Còn mình ở đây mình mang cái thân tứ đại này là nó là cái thân ly tán. Nó sống cho một thời gian cao nữa nó cũng phải ly tán, nó phải trả về cho đất nước lửa gió cát bụi. Thành ra người nào mà họ có ý nghĩa gì, ý nghĩ mà họ giữ cái thân này thường trụ, đây là một cái suy tưởng điên đảo. Quý vị phải lợi dụng cái thân của mình này, một cái tuổi trẻ này, quý vị phải lợi dụng cái sức lực này để mà mình tu học. Quý vị đạt được pháp thân, bấy giờ quý vị thoát khỏi cái dòng càn khôn vũ trụ, bấy giờ quý vị mới thoát khỏi cái sự sống và chết. Còn bằng không nằm ở trong cái tướng giả hợp này, quý vị phải chết. Khi mà chết, quý vị phải theo cái nghiệp của quý vị làm ở trong thế gian này để mà tái sanh, chuyển luân để mà chịu trong cái lục đạo luân hồi. Rất là oan uổng. Do đó mình cố gắng mình tu một kiếp, đắc được cái pháp thân. Từ đó sau quý vị tùy cái ý mà quý vị sanh cái thân, tạo nên cái pháp thân ở trong hóa thân của mình ở khắp mười phương. Quý vị thấy như Ngài Quan Âm, Ngài chỉ tu có cái pháp là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, dùng cái nhĩ căn để mà đi vào ở trong cái tam muội. Đạt đến cái tam muội đó, Ngài có 32 ứng thân. Mặc dầu bây giờ thân của Ngài thì đứng bên tả Ngài A Di Đà ở nước Cực Lạc Quốc, nhưng mà 32 cái ứng thân của Ngài hiện khắp mười phương thế giới. Ứng thân đó mà không có bộ độ chúng sinh nữa thì Ngài giả từ Ngài trở về, Ngài nhập vào trong pháp thân đó. Quý vị thấy rồi, đó là một cái sự hạnh phúc sung sướng không? Giống như là một cái người mà có một cái tâm trí đầy đủ và thông minh, họ có thể tạo thành những robot để mà họ sai khiến vậy. A Di Đà Phật. Thì trong Phật pháp cũng vậy. Quý vị mà tu mà đã được pháp thân rồi, từ pháp thân này quý vị có những cái ứng thân. Tùy theo cái pháp tu mà quý vị có những ứng thân. Quý vị sai sử những ứng thân đi làm việc cho quý vị. Tới cái ngày đó nó hết cái thời gian của nó để mà phổ độ chúng sinh thì nó nằm xuống, nó trả, nó trở về đất cát. Nhưng mà quý vị đâu có chết đâu, pháp thân vẫn còn nằm ở trên cái cõi kia. Quý vị thấy như 32 ứng thân của Quán Thâm Bồ Tát, Ngài hiện thấp mười phương mà Ngài có chết đâu. Cái gì thân đó thân giả đâu phải thân thiệt đâu. Thân đó là thân mà do cái thân thiệt chỉ huy để nó đi làm việc của Phật pháp, đi phổ độ chúng sinh. Cái thân nó khỏi có phải chôn bằng hàng nữa, bằng hòm nữa. À, tại vì nếu mà các chư Bồ Tát thị hiện bằng thân đó, quý vị thấy các ngài thị hiện hôm nay làm những việc Phật pháp xong, rồi ngày mai quý vị tìm tới các ngài là có ngài đã đi mất rồi. Quý vị không biết các ngài đi đâu nữa, đi mất rồi. Quý vị sẽ không biết nơi nào ngài đã đến và không biết nơi nào mà ngài đã đi nữa. Quý vị phải tu như vậy, quý vị mới thấy rằng cái hạnh phúc của một chúng sinh trên đường tu để mà chứng đắc pháp thân, quý vị làm rất nhiều sự lợi ích cho chúng sinh. Còn bằng không ngày hôm nay mình cứ lưu chuyển trong cái lục đạo luân hồi hoài, khóc khóc cười cười, lúc thì tình yêu không có trọn vẹn, quý vị khóc cho tình yêu, lúc thì khóc cho cha mẹ phải ly tan với mình. Trời ơi, nước mắt của chúng sinh nó đông đầy hơn đại hải nữa quý vị ơi. Hôm nay cái thân mạng của mình nó còn được nghe những cái Phật pháp nó di diệu vậy, cố gắng mà phát tâm tu để mình thoát khỏi những cái cảnh giới lục đạo luân hồi, khỏi những sự tứ khổ của thế gian. Như vậy thì qua cái cuộc đàm luận thâm bệnh này thì đại chúng đã thấy rõ ràng rằng cư sĩ Di Ma Cật, dầu cái thân của Ngài là một vị trưởng giả tại một cái thành nổi tiếng là Tỳ Gia Ly,
Thế mà tâm của Ngài đã đạt đến vô tướng tam muội. Khi mà quý vị đạt đến vô tướng tam muội, quý vị thần thông tự tại, không còn bị vướng mắc ở trong cái mọi cảnh vật của thế gian nữa. Như vậy thì quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật, mặc dầu là một vị ở tại gia, nhưng mà cái công hạnh, cái tâm hạnh của Ngài, nó xứng đáng là thầy của nhân là người và thiên là trời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thủy đại, phong đại, hỏa đại, trong bốn đại, bệnh về đại nào? Bệnh ấy không phải địa đại, cũng không lìa địa đại. Thủy đại, hỏa đại, phong đại cũng như thế. Nhưng bệnh của chúng sanh là từ nơi tứ đại mà khởi. Vì chúng sanh bệnh nên tôi có bệnh. Khi ấy Ngài Vất Lợi Di Ma Cật, phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào? Ông Di Ma Cật đáp, nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân, nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn, nói thân vô ngã mà khuyên dạy, dắt dìu chúng sanh, nói thân không tịch, không nói là rốt ráo tịch diệt, nói ăn năn tội trước, không nói vào nơi quá khứ, lấy bệnh mình mà thương bệnh người, phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ được làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh chúng sanh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc cái phần kinh văn. Và bây giờ thầy xin được lặp lại phần kinh văn và sau đó thì thầy giảng thuyết. Địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, trong bốn đại bệnh thuộc về đại nào? Thì ông Di Ma Cật bấy giờ đáp, bệnh ấy không phải là địa đại, cũng không lìa địa đại, thủy, phong, hỏa cũng như thế. Nhưng mà bệnh của chúng sinh từ nơi tứ đại mà khởi, vì chúng sinh có bệnh nên tôi bệnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng thân của mọi loài chúng sinh hữu tình đều do bốn đại tập hợp mà thành, đó là đất, nước, lửa và gió. Và nếu một trong bốn đại này mà nó không được cân bằng thì chúng sinh sẽ bị bệnh. Quý vị biết ngày xưa đó, khi mà một y sĩ đến thăm bệnh thì họ thường thường họ hỏi người bệnh rằng, vậy chứ trong thân của ông cái đại nào làm cho ông không được an vui, làm cho ông cảm thấy bị bệnh? Bởi vì người xưa là họ quan niệm rằng cái thân của chúng sinh là tứ đại, do đó họ mới hỏi đại nào nó làm cho chúng sinh bệnh. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như quý vị thấy một cái vị mà họ ho hen, thì ở đây tức là cái bệnh do phong đại nó tạo ra. Và thì quý vị thấy một cái vị mà họ nhức đầu, họ sổ mũi, họ bị ra nước mắt thường xuyên, đây là cái chứng bệnh mà họ do phong đại mà tạo thành. Và quý vị thấy rằng thời xưa họ có những cái chứng bệnh mà trong hàng vua chúa cũng mắc phải rất là nhiều. Có những vị mà Dương Tôn công tử mắc những bệnh này, họ chết rất là sớm, họ bị chết yểu. Đó là chứng bệnh mà băng rạ. Và chứng bệnh băng rạ này là do cái quả đại nó rất là nhiều, nó tạo thành. Ngoài ra quý vị thấy những cái bệnh như là bây giờ mình thấy là loãng xương nè, những bệnh mà phong thấp nè. Đây là những cái bệnh mà những vị y sĩ người ta cho rằng đây là do cái địa đại mà nó tạo ra. Bởi vì cái tứ đại trong người của mình á, hễ mà cái đại nào nó nhiều hơn thì cái đại đó nó sẽ tạo thành bệnh. Do đó cái tứ đại trong thân của chúng sinh thường thường nó cân bằng với nhau. Nó ít có đại nào nó hơn và không có đại nào mà nó thiếu kém. Người xưa thì hỏi bệnh trạng qua cái tướng trạng của tứ đại, và tùy theo cái đại nào mà yếu sanh bệnh
Bây giờ thì y sĩ mới cho thuốc. Vì vậy mà khi mà Ngài Văn Thù Bồ Tát hỏi bệnh của cư sĩ Duy Ma Cật thuộc về đại nào trong bốn đại, thì ông Duy Ma Cật mới cho biết rằng bệnh của mình không phải do các đại nó tạo ra. Tại sao như vậy? Vì cái bệnh này nó nằm ở trong cái tứ khổ của chúng sinh. Quý vị học đạo, quý vị đã biết tứ khổ chúng sinh, tất nhiên là một chúng sinh mà khi mà đã ra đời ở trên cái thế gian này thì họ nằm ở trong một cái quy định, đó là sanh lão bệnh và tử. Không có một chúng sinh nào thoát khỏi cái quy luật này. Vì chúng sinh không rời khỏi được cái quy định này, vì thế mà chúng sinh phải bị bệnh. Mà khi chúng sinh bị bệnh thì cư sĩ Di Ma Cật cũng bị bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì thân của Ngài cũng là do cha mẹ mà tạo thành. Hay nói đúng hơn, cũng là do bốn đại đất nước lửa gió nó tạo thành. Vì thế mà không thể gọi là vô bệnh và bất tử được. Do đó nên cư sĩ Di Ma Cật, Ngài trả lời cái câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rất là hay. Vì nơi chúng sinh có bệnh, và bệnh này nó do tứ đại mà ta tạo ra, do chúng sinh bệnh nên tôi sanh bệnh. Quý vị thấy rất là hay. Bởi vì Ngài Di Ma Cật, Ngài là vị đại sĩ Bồ Tát, do đó cái về trí tuệ của Ngài rất là cao siêu. Ngài đạt đến cái chỗ vô sư trí, và Ngài đạt đến cái chỗ mà là vô ngại biện tài. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Khi ấy thì Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Ngài Duy Ma Cật rằng: phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh thì như thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân. Nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dìu dắt chúng sinh. Nói thân không tịch, không nói rốt ráo tịch diệt. A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ mà Ngài Duy Ma Cật đáp lại cái lời của Bồ Tát Văn Thù. Tại vì Bồ Tát Văn Thù thì Ngài có tha tâm trí, thành ra Ngài biết rằng cư sĩ Duy Ma Cật giả bệnh để mà tùy cái duyên thuyết giảng pháp yếu cho chúng sinh được nghe. Do đó Ngài mới đặt câu hỏi với ông Duy Ma Cật rằng: phàm Bồ Tát an ủi cho Bồ Tát có bệnh thì như thế nào? Thì ông Duy Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát phải an ủi người bệnh, và Ngài mới dạy như vậy, như thế này. Nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân. A Di Đà Phật. Cái câu này rất là hay. Thật vậy, tất cả quý đại chúng đều thấy rằng thân chúng sinh là nó do bốn cái đại tạo thành, bốn yếu tố tạo thành, đó là đất, nước, lửa và gió. Do chính vì nó là tứ đại tạo thành, vì thế mà nó không có bất tử với thời gian, mà phải có lúc nó phải bị tan hoại. Đây chính là sự vô thường của vạn vật chúng sinh vậy. Bồ Tát thì các ngài biết rõ rằng cái thân vốn là vô thường, nhưng không nên nhàm chán nó. Tại sao vậy? Tại vì Bồ Tát phải dùng cái thân này để mà tu học các pháp lục độ, để mà thực hành giảng đức của các pháp. Nếu mà Bồ Tát nhàm chán cái thân này thì lấy gì để mà tu học? Bây giờ giả tỷ một người dùng một chiếc thuyền để họ bơi qua cái biển khổ.
Bây giờ thuyền của họ đang lên đên ở trên mặt biển cả. Bây giờ thì người đứng trên thuyền, họ nhìn xuống chiếc thuyền, họ thấy thuyền này nó đã trải qua nhiều năm rồi, nó trải qua nhiều năm tháng, bây giờ nó quá cũ kỹ, nó quá xấu. Và ngoài ra cái dáng thuyền nó còn bị mục nữa, nước thỉnh thoảng nó rỉ vô. Bây giờ người này thấy như vậy, người này muốn phá hủy chiếc thuyền đang đi. Như vậy thì quý đại chúng thử đặt câu hỏi, nếu người này phá chiếc thuyền thì người này có qua được biển khổ hay không? Cũng như vậy, chúng sinh biết cái thân này nó là quyển, nhưng mình dùng thân này để tu. Quý vị phá cái thân này, nhàm chán cái thân này, giết cái thân này, thì lấy thân đâu để quý vị quân tu? Các Bồ Tát các ngài dùng cái nhục thân này để các ngài tu lục độ vạn pháp. Bây giờ cái sự tu nó chưa được đầy đủ mà vội nhàm chán thân, thì chắc chắn rằng trên cái đường tu này nó sẽ bị đình trệ. Và những cái ngày tháng mà vượt qua khỏi sự ranh giới của sống chết, nó vẫn còn xa xôi thăm thẳm. Do đó quý đại chúng thấy rằng các Bồ Tát, dẫu các ngài biết rằng cái nhục thân này chính là thân vô thường, nhưng các ngài không bao giờ khởi cái tâm sanh nhàm chán. Bởi vì các ngài phải nương nó để mà các ngài tu học đạt đến cứu cánh là giải thoát và niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy cái thân rất là đáng quý. Nếu mình mất thân rồi thì mình sẽ mất cái đạo. Mình mất thân rồi muốn học đạo mình phải tái sanh, mình phải trở lại lần nữa. Mà quý vị thấy một lần mà quý vị tái sanh thì quý vị thấy sao? Rất là lâu. Quý vị phải nằm ở trong cái thân trung ấm một cái thời gian ít lắm là phải 49 ngày. 49 ngày rồi quý vị mới bắt đầu nhập bào thai. Từ trong bào thai mẹ quý vị mới qua từng giai đoạn để tạo thành cái lục căn. Mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Rồi quý vị phải nằm ở trong cái bào thai 9 tháng 10 ngày quý vị mới sanh ra. Quý vị ra đời đâu phải là quý vị có thể là đạt Phật pháp liền, quý vị phải còn sống ở trong cái sự mà bú mớm của người mẹ phải bà 3 năm. Rồi sau đó quý vị mới lần lần quý vị mới trưởng thành và học pháp thế gian, và sau đó mới học pháp xuất thế gian. Do đó quý vị không giữ thân này mà phá hoại nó, quý vị trải qua một cái thời gian lâu xa như vậy đó. Do đó những người mà có trí huệ, dầu thân của họ có như thế nào, phải giữ cái thân để mà tu học. Họ phải mượn cái con thuyền này để họ đi qua được cái bể khổ. Do đó trong kinh Phật nói rằng một cái người mà tự xử mình, tự tử cũng bị tội, họ nằm ở trong cái thiện ác đạo, họ nằm ở trong cái luật định của những người bị tội, bởi vì họ đã tự giết cái thân của họ. Quý vị thấy có những người họ sanh ra rồi họ bị nhiều cái sự bất hạnh quá, rồi họ không được những cái bậc mà cao đức giảng đạo, họ sanh cái tâm tự tử. Mà quý vị biết một lần mà tự tử như vậy đó, quý vị rời khỏi cái thế gian này rồi quý vị vào những cảnh giới rất là u ám. Quý vị vào một cảnh giới gọi là uổng tử thần. Ở cảnh giới này có những vị thần giam giữ quý vị, quý vị cũng đâu có được đi đâu, tại vì quý vị không biết nghĩa là quý thân, mà cái mạng căn quý vị nó còn dài. Do đó ở phần những cái các chỗ mà công ty ở cõi âm, họ không có cái danh sách quý vị vào ở trong cái tử, do đó quý vị không có nằm ở trong cái sự chi phối của những cái công sở ở dưới phần âm, mà quý vị phải nằm ở trong cái uổng tử thành. Quý vị phải nằm ở đây cho đến cái ngày mà quý vị hết cái phước báo của thế gian rồi, quý vị mới được thả ra khỏi uổng tử thành, mới bắt đầu tái sanh. Bởi vậy những người mà tự tử quý vị thấy khổ không? Rất là khổ, không có vui sướng đâu.
Do đó dầu cho mình ở trên cái cõi thế gian này bị nhiều cái sự bạc đãi, bị nhiều cái sự bất hạnh, nhưng mà hãy ráng giữ cái thân lại để mà tu. Có thân quý vị mới tu thành thành đạo được. Mất thân rồi khổ vô cùng. Quý vị thấy ở bên tiên đạo có những người họ về những cảnh giới chư thiên, họ sợ nghĩa là sanh thân lại thế gian này thì họ bị nhiều cái nghiệp chướng chi phối, do đó làm sao họ nhập vào những cái người mà có cái thể vía yếu, họ xưng người này người kia và họ làm những công việc xã hội như là trị bệnh A Di Đà Phật. Nhưng mà thật sự họ có công đức không? Chắc chắn là không có công đức. Tại sao? Là tại vì họ không có mang thân của chúng sinh, họ không có hòa đẳng đồng cấp với chúng sinh, mà họ chỉ nằm ở phần vô hình để mà họ họ giúp đỡ cho những người ở tại đây, thì cái công đức của họ ít lắm. Nếu mà thật sự có công đức thì trong 10 phần họ chỉ đạt cho 1-2 phần thôi. Vì vậy mà những cái bậc mà muốn mà có sự giác ngộ hoàn toàn, những vị đó phải nhập bào thai, đi vào từ thân cha mẹ rồi ra cái thân chúng sinh, bây giờ lớn lên học đạo để mà độ chúng sinh thì công đức vẹn toàn. Cũng như quý vị thấy ở trong cái kinh Địa Tạng cũng vậy, một cái người mà tụng kinh và hồi hướng phước báo đó đến cho những chúng sinh đã bị mất rồi, thì trong 10 phần công đức đó, cái người mà tụng đọc để hồi hướng đó, họ được 7 phần, mà những phần mà chúng sinh đã bị mất rồi chỉ được có 3 phần thôi. Do đó khi mà quý vị còn sống, còn được thân, hãy cố gắng tu, đừng để mất rồi, uổng lắm. Đừng bao giờ sanh cái tâm nhàm chán thân hết. Thân mình là chiếc thuyền để qua biển khổ mà. Không có thuyền làm sao qua được biển khổ đây. Vì thế mà Bồ Tát, nhất là Ngài Văn, nhất là Ngài Cư Sĩ Duy Ma Cật, Ngài mới dạy các Bồ Tát rằng, dẫu biết rằng thân này là vô thường, nhưng không nên sanh ra nhàm chán. Phải nương nơi nó mà đạt đến cái sự giải thoát, đạt đến cái chỗ mà an lạc tự tại, không còn cái sự tái sanh trong cái sinh tử luân hồi. Nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn. Phàm thì quý đại chúng biết rằng hữu tình có thân thì phải có khổ. Giống như quý vị thấy có cây thì phải có gì? Có cây phải có mọ. Bây giờ có một vật mà nó thuộc về chất sắt thì nó phải có bị sự quen rỉ, phải không? Mình không tránh được cái quy luật đó. Cái quy luật đó nó ngàn đời nó vẫn là như vậy, nó không bao giờ mình tránh được. Mặc dầu biết cái thân nó sanh trong thế giới ta bà này, gốc nó là sự khổ, nhưng mà các bậc Bồ Tát phải dùng nó để tu. Vì có tu mới thoát khổ, vì có tu mới đạt đến cái niết bàn an lạc. Và tất cả mọi chúng sinh nếu mà đạt đến cứu cánh niết bàn, đó không phải là do lòng ưa thích mà được. Bởi vì sao? Bởi vì ưa thích là do tưởng ấm mà nó tạo ra. Tưởng ấm thì nó nằm ở trong cái ngũ uẩn, mà ngũ uẩn nó chưa dai không, tức là nó vẫn còn nằm ở trong cái sự đau khổ. Do đó biết thân khổ thì phải phát tâm tu hành. Và tùy theo cái tâm an định, tùy theo cái định lực mà tu của mình,
nó sẽ đạt đến cái sự giải thoát niết bàn. Và tất cả những quý vị nào mà đang tu, quý vị phải tâm niệm rằng niết bàn không phải là do tưởng ưa thích mà thành tựu, mà do sự tu mà ta đạt được. Quý vị bây giờ có khởi tưởng ưa thích niết bàn cách mấy, quý vị có đạt được niết bàn không? Chắc chắn là không. Bởi vì quý vị còn nằm ở trong tưởng ấm. Còn nằm trong tưởng ấm là chúng sinh. Quý vị phá hết tưởng ấm, quý vị không còn sự ưa thích nữa. Phá tưởng ấm, phá hành ấm, phá thức ấm, thì bây giờ quý vị không muốn vào niết bàn, quý vị cũng bị vào niết bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dìu dắt chúng sinh. Quý đại chúng biết rằng thân chúng sinh đó, khi mà còn trụ ở trong cái ngã, tức là còn vô minh. Mà hễ còn vô minh thì sao? Nó đi đôi với cái sự đau khổ. Bởi vì trong cái bản ngã thì nó luôn luôn nó phát sanh ra, như là địa vị độc tôn nè, nó phát sanh ra danh vọng nè, nó phát sanh ra thế lực nè, nó phát sanh ra tiền tài nè, và các thứ khác. Và vì vậy mà nó chôn lấp cái chân tánh thanh tịnh của chính mình. Do đó người tu, thật sự tu, thì phải có tâm khiêm tốn, phải có tâm nhẫn nhục, và phải có tâm phá trừ được bản ngã. Bởi vì quý vị phá trừ được bản ngã thì cái tâm bình đẳng nó mới hiện tiền. Quý vị thấy có người nào thượng mạn, có người nào kiêu cách, có người nào mà coi trời bằng cái dung, mà người đó đạt đến cái sự bình đẳng không? Chắc chắn rằng trên thế gian này không có rồi. Do đó bản ngã nó phá đi cái sự bình đẳng của tâm. Mà khi quý vị phá được bản ngã thì cái gì nó hiện tiền? Quý vị phá được bản ngã thì bây giờ sáu căn quý vị là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó tự động nó thanh tịnh. Bây giờ quý vị không lên thánh, quý vị không đăng địa lên thánh quả, quý vị cũng vào thánh quả, đó là cái quả A La Hán. Nếu mà quý vị bên đại thừa thì quý vị lên quả gì? Đó là cái quả Thất Địa Bồ Tát. Như vậy khi mà quý vị lên cái Thất Địa Bồ Tát thì sao? Quý vị mới dùng những phương pháp mà quý vị đã tu qua. Quý vị dùng những phương pháp mà quý vị phá được cái bản ngã này để mà quý vị dạy và dìu dắt tất cả chúng sinh. Để cho tất cả chúng sinh đắc được cái thân vô ngã như mình đã chứng đắc. Bằng chứng là quý vị thấy Đức Thế Tôn 49 năm trên con đường hành pháp, Ngài dạy mình cái gì? Ngài dạy tất cả mọi chúng sinh đều khai ngộ Phật nhập tri kiến. Có nghĩa là phải khai ngộ được cái bản tánh Phật tánh thanh tịnh trong bản thân của chúng sinh. Các mười phương chư Phật thì hiện ra trên cõi thế gian này chỉ có một mục đích thôi, giúp cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, có vậy thôi. Bây giờ nói thân không tịch mà không nói rốt ráo tịch diệt. Cái câu này của cư sĩ Di Ma Cật dạy cũng rất là hay. Quý vị đại chúng biết rằng các Bồ Tát khi các ngài tu mà các ngài đã đạt đến cái thân vô ngã rồi thì cái thân này nó sẽ đạt đến một cái an lạc tịch diệt. Và bây giờ cái danh xưng ở trong Phật học gọi là thân không tịch, là cái thân nó đến cái chỗ không còn một cái niệm nào mà làm cho nó đau khổ nữa hết, gọi là thân không tịch. Mặc dù các Bồ Tát đạt được cái thân không tịch này,
Nhưng mà các ngài cũng không tiến đến chỗ rốt ráo tịch diệt. Tại sao vậy? Bởi vì những Bồ Tát mà tiến đến chỗ này thì các Bồ Tát lấy pháp đâu là để dạy bảo chúng sinh. Cũng như thầy, bây giờ thầy tiến đến cái chỗ hoàn toàn rốt ráo tịch diệt của pháp, thì bây giờ cái vị nào ngồi để mà giảng đạo của quý vị? Các pháp nó đã rốt ráo tịch diệt rồi thì còn pháp đâu để mà lấy ra để giảng đạo? Do đó cái câu nói của cư sĩ Di Ma Cật rất là hay: nói thân không tịch nhưng mà không nói rốt ráo tịch diệt, là chỗ khuyên tất cả Bồ Tát đạt đến cái chỗ không tịch nhưng mà không có chứng nhập vào ở trong cái chỗ Niết Bàn, để mà còn văn ngữ, để mà còn những nhân duyên để mà hướng dẫn chúng sinh. Những cái gì bậc mà A-la-hán hay là những bậc Bồ-Tát mà gọi là độn căn, là những vị này tự an vui cho bản thân mình, những vị này sợ sanh tử luân hồi, những vị này mặc dầu nằm ở trong dòng thánh giả mà bỏ mặc chúng sinh chìm đắm trong cái dòng sông mê, trong cái biển sanh tử. Như vậy những vị này có đáng là bậc thánh hay không? Nói ăn năn tội trước, không nói vào nơi quá khứ. A Di Đà Phật. Quý vị đọc trong cái bản kinh Di Ma Cật mà tới cái đoạn kinh này, quý vị thấy hơi tối nghĩa ha. Tại sao nói ăn năn tội trước mà không nói vào nơi quá khứ? Không có quá khứ thì tội trước đâu sanh. A Di Đà Phật, mời quý vị lắng nghe những cái lời rất là vi diệu của cư sĩ Di Ma Cật. Bây giờ thầy nói theo cái kinh điển tiếp tục nữa, là nói bệnh mình mà thương bệnh người. Phải biết cái khổ vô số kiếp, phải nghĩ nhớ sự lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nhớ đến những việc làm phước, tưởng đến sự sống của bản thân trong sạch. Chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi tinh tấn. Nguyện với bản thân của mình phải làm một vị y dương, điều trị tất cả bệnh cho chúng sinh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để được cho được hoan hỷ. Bây giờ đầu tiên là nói đến cái ăn năn tội trước mà không nói vào nơi quá khứ. Thì tất cả quý đại chúng biết rằng mỗi một chúng sinh mà sinh vào cái thế giới ta bà này chẳng phải mới có một kiếp đâu, mà chúng sinh đó phải trải qua hàng muôn vạn kiếp. Ở đây là thầy chỉ nói rằng cái sự tái sanh của một chúng sinh thôi, chứ thầy chưa nói cái nguyên thủy của một chúng sinh. Quý vị sẽ thấy hàng muôn vạn kiếp, bởi vì chúng sinh là từ kim thạch mà nó tạo thành, rồi nó phải lần qua những cái vật khác, rồi sau đó nó mới vào ở trong những cái động vật, và động vật nó mới tiến hóa lên thành những chúng sinh thượng đẳng là con người. Thầy chỉ nói về tái sanh thôi mà đã hằng muôn vạn kiếp rồi. Do đó khi mà một vị Bồ Tát phát tâm tu hành thì các ngài thường phát cái niệm là ăn năn sám hối những tội lỗi trước kia vì vô minh mà các ngài đã tạo tác ra. Bằng chứng quý vị thấy rằng tôn giả Vô Não lúc mà còn vô minh, ngài đã giết 999 người, sau cùng thì không còn ai để mà thấy ngài giết được nữa hết. Ngài định xuống tay gươm giết mẹ mình, thì bây giờ Đức Phật mới đến cứu độ cho ngài. Và khi ngài vào ở trong cái đạo tràng của Đức Thế Tôn rồi, thì tâm của ngài luôn luôn nhớ tưởng những cái hình ảnh
của những người mà đã bị Ngài giết. Do đó tâm của Ngài nó rất là đau khổ. Và do cái tâm đau khổ, cái quả đại nó phát sinh. Cái quả đại nó phát sinh thành ra trong thân của Ngài toàn là mọc ra những cái mục ghẻ rất là lớn. Ngày nào cũng chảy mủ hết. Những mủ vàng nó đơm ra. Và những mủ vàng này nó lại ăn vào trong thân, nó làm những mục ghẻ khác. Đây là do cái nghiệp mà kêu là sát nhân, cái nhân quả nó tạo thành. Do đó Đức Thế Tôn Ngài mới khuyên tôn giả vô não: hằng đêm, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải thường khởi cái tâm ăn năn sám hối. Nhờ khởi cái tâm này mà tâm của tôn giả vô não lần lần được an tịnh và sau cùng đắc thánh quả. Khi mà Ngài đắc thánh quả rồi thì những cái mục ghẻ ở trên người của Ngài nó cũng lần lần nó hết đi, nó biến mất đi. Giống như là vua A Xà Thế, bởi vì Ngài đã giết phụ vương của mình là Bình Sa Vương. Do đó mà trên thân của Ngài khi mà bị quả báo đến, nó nổi ghẻ, nó nổi toàn là ghẻ không. Quý vị nghĩ như thế nào một vị quân vương ngồi trên ngai vàng, mà ngồi thì ghẻ chóc đầy mình, áo lông bào thì ướt đẫm những cái máu mủ của ghẻ, tay chân thì ngứa ngáy, phải gãi tới gãi lui, quý vị nghĩ như thế nào? Đây là cái quả báo rất lớn. Vì vậy mà những người tu trong vô minh họ đã làm những việc như vậy. Ngày hôm nay khi đã phát tâm tu rồi thì điều đầu tiên mà cư sĩ Di Ma Cật muốn dạy đến là phải thường ăn năn sám hối, để cho tội nghiệp kia nó lần lần nó tiêu đi. Ngày hôm nay mặc dầu quý đại chúng là những cư sĩ thiền sĩ, những cư sĩ thiện tri thức, quý vị đã quy y mười phương chư Phật, đã có pháp danh, đã có giới để mà giữ, nhưng mà những nghiệp chướng từ đời trước nó đâu có buông tha, nó vẫn còn đeo đẳng với quý vị mãi. Bởi vì cái nghiệp lực nó giống như là cái hình và cái bóng của mình vậy đó. Ở nơi đâu mà có hình dáng quý vị là nơi đó cái bóng nghiệp lực nó sẽ tới. Vì thế cho nên một người mà thật sự đã tu thì quý vị phải thường xuyên sám hối tội lỗi của mình. Và khi mà sám hối cái tội lỗi của mình thì Bồ Tát không để cho những hình ảnh thời quá khứ nó ám ảnh cái bản tâm của mình. Quý vị thấy chẳng hạn như Đức Phật dạy ông vô não sám hối. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng ông sám hối là sám hối những gì do ông vô minh ông tạo ra. Nhưng mà ông đừng có để những hình ảnh đó nó nằm ở trong tâm của ông. Bởi vì nếu mà ông vô não để những hình ảnh mà nó nằm trong tâm ông thì ông không bao giờ ông đạt đến cái sự an lạc hết. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng những hình ảnh mà mình đã tạo tác nó chỉ là một cái quyển tướng mà thôi. Nếu mà mình ôm ấp mãi trong tâm, tâm mình nó sẽ đạt đến cái sự đau khổ và nó không có được cái sự an lạc. Quý đại chúng nên nhớ rằng đã là chúng sinh mà chúng sinh sanh nơi cõi ta bà này thì không ai gọi là không có tội. Bởi một điều rất là dễ hiểu, nếu mà nghiệp chướng của tất cả chúng sinh đã trong sạch thì chắc chắn chúng sinh đó không có tái sanh trở lại cõi ta bà này. Như vậy thì ngày hôm nay mình có thân trong cõi ta bà, tất nhiên là mình có nghiệp lực. Quý vị nên nhớ rằng ngày hôm nay mặc dầu Bồ Tát Di Lặc Ngài được Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký sẽ làm Phật Vị Lai trong cõi ta bà này, nhưng mà hôm nay mỗi đêm ở trên cái cung trời Đấu Xuất Đà Thiên
Ngài thường sám hối tội lỗi của chính mình đã gây tạo từ muôn kiếp trước. Đó là một vị đẳng, một vị bổ sứ Bồ Tát, có nghĩa là còn một kiếp nữa thành Phật mà còn sám hối như vậy, ăn năn cái tội của mình từ vô lượng kiếp như vậy, thì quý vị là gì mà quý vị không sám hối? Do đó phương pháp sám hối cũng là một phương pháp tu rất là đặc biệt. Nó làm nhẹ được cái tinh thần của những người mà lỡ tay vì vô minh mình tạo tác những cái nghiệp ác. Quý vị thấy cái sự đắc pháp và đắc đạo của Ma Nan rất là kỳ diệu. Trong thời gian Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dạy biết bao nhiêu là pháp thiền cho ông Ma Nan mà ông tu không chứng đắc. Đợi khi Đức Phật nhập Niết Bàn, bây giờ thì thầy đã viên tịch, còn bằng hữu thì những cái vị mà lớn tuổi cũng lần lượt nhập diệt hết. Ông Ma Nan ông bơ vơ. Lúc còn thầy không chứng đạo, bây giờ mất thầy làm sao chứng đạo? Do đó khi mà ổng bị ngài Ca Diếp đuổi ra khỏi cái hội mà để tuyển lại những cái lời của Phật nói đầu tiên, gọi là cái hội kết tập kinh điển đầu tiên, thì ổng bắt đầu xấu hổ. Bởi vì ông Ca Diếp ông nói rằng kinh điển của Đức Phật nằm trọn ở trong tâm của Ma Nan. Nhưng mà giờ đây ông Ma Nan ông là phàm phu, thì bây giờ một vị phàm phu mà chuyển kinh của Phật, trong tương lai hậu thế không ai tin hết. Muốn chuyển kinh của Phật để cho hậu thế được tin, để cho kinh này nó trường tồn với thời gian, thì ông Ma Nan phải đắc thánh quả. Đây là một cái điều mà ông Ma Nan ông rất là đau khổ. Bây giờ thì ông về cái chỗ nơi ông an nghỉ, nơi cái đạo tràng ông đang nghỉ, ông mới ngồi xuống xếp bằng, ông mới quán lại từ lúc mà ông là dương tử. Ông bỏ tất cả cung vàng điện ngọc theo anh của mình, anh con người bác là Đức Bổn Sư Thích Ca, đi tu. Và trong thời gian đó ông đã làm những cái gì khiếm khuyết, ông đã làm cái gì tội lỗi mà ông không đắc đạo. Cho đến ngày hôm nay, trong cái hội mà kết tập lần đầu tiên giữa bậc thánh chúng, lại bị ngài Ca Diếp sỉ giả như vậy. Bây giờ thì ông ngồi tĩnh lặng như vậy, bây giờ thì tâm tư ông đã tập trung lại, ông mới thấy rõ ràng. Từ những lúc mà ông vào trong đạo tràng, ông ỷ rằng ông là em của Phật, ông nghĩ rằng Đức Phật vào Niết Bàn thì ông thể nào quên được người em này, sẽ đưa người em này vào cõi Niết Bàn với Đức Phật. Đây là một cái sự sai lầm. Rồi ông nghĩ rằng mình gần Đức Phật, mình làm sao giờ mình ăn nói cho thật là hay để mình làm cho mọi người được ưa thích, mọi người thích nghe Phật Pháp. Do đó ông chỉ đa văn mà không chịu thích tu. Đây là cái lỗi thứ hai. Cái lỗi thứ ba là bởi vì ông là thị giả gần 20 mấy năm bên Đức Phật, thành ra những cái lời gì mà có ai muốn vào Đức Phật phải qua ông. Do đó ông có cái tâm khinh mạng. Có những lúc ông coi những cái lời của những vị huynh trưởng như Ca Diếp hay Xá Lợi Phất hay là những bậc khác, ông coi rất là tầm thường. Bởi vì ông là người gần Đức Phật, ông khởi cái tâm khinh mạng mặc dầu ông chưa phải là bậc thánh. Rồi ông nhìn lại những lần mà Phật thuyết pháp, ông đem nước đến cúng dường Đức Phật, ông đi ngang qua chỗ Đức Phật, cái y của Đức Phật nó nằm ở phía ngoài, ông không có vén khéo lên, ông bước trên y của Đức Phật ông đi qua. Đây là những cái tội lỗi mà ông đã ngồi ở trên giường thiền, ông tập trung thấy, ông mới hỏi ơi, ông nói rằng thì ra là những nghiệp lực này nó đã che mất đi cái tâm tánh của ta, ta không thành đạo. Bây giờ thì ổng mới thành tâm, ổng sám hối. Ổng sám hối, khi mà ổng sám hối rồi đó, thì tự nhiên tâm của ổng được đạt đến cái sự an lạc. Quý vị thấy rằng một người mà có tội đó, khi mà mình khởi tâm ăn năn mà sám hối đó, cái tâm mình nó an lạc vô cùng. Bây giờ thì ổng nghĩ rằng mình đã làm những cái điều nó không được tốt đẹp như vậy,
thì thôi bây giờ mình chết đi nó hay hơn. Thì ông nghĩ rằng cái linh hồn, cái tâm của ông đang từ ở trong cái thân của ông lần lần nó bay lên. Tại vì ông nghĩ là ông chết mà. Ông nghĩ rằng cái tâm của ông bây giờ cái thân nè, bây giờ sám hối rồi nè, nhưng mà ông nghĩ rằng mình không thể nào mình có thể đắc đạo được để mà ngày mai này gia nhập ở trong cái đại hội của kết tập lần thứ nhất. Thì ông nghĩ thôi thôi chẳng thà mình chết đi thì nó hay hơn. Do đó ông nghĩ cái tâm của ông từ từ bay lên. Nhưng mà đây là đến cái lúc mà cái quả đạo ông thành. Ông thấy sao mà tự nhiên cái thân của ông nhẹ hỏng à. Ông dòm xuống thì không phải cái tâm bay lên không mà cả cái thân ông bay lên. Cái chỗ này đến lúc chỗ này là ông đã đắc đạo hoàn toàn. Quý vị nên nhớ một người đắc đạo thì cái tâm nó chuyển thân. Thân bay lên được hết, đi xuyên qua cửa sổ, đi xuyên qua mọi vật hết. Quá thành hào quang cũng được. Một tư tưởng quý vị đã khởi ra, cái thân nó làm theo lập tức. Đây là cái chỗ mà tâm nó đã thành đạo. Do đó ông thấy thân ông bay lên. Bây giờ thì ông đã đắc lên đến cái quả A-la-hán rồi. Như vậy thì quý vị thấy hồi nãy giờ thầy nói chuyện qua nan thì sao? Do cái sự hồi tâm sám hối mà mới thành đạo như vậy. Do đó một chúng sinh mà biết ăn năn sám hối tội trước của mình mà không bị vương vấn bởi những cái tội lỗi của thời quá khứ, có nghĩa là không để những cái hình ảnh của thời quá khứ nó nằm ở trong tâm, nó chi phối mình, thì đó gọi là thật tướng sám hối. Cái thật tướng sám hối này nó có một cái công năng là nó đoạn trừ đi nghiệp lực từ đời trước và không làm cho tâm mang mãi hình ảnh tội lỗi của thời quá khứ. Do đó tâm lần lần đạt đến trạng thái an định và đắc quả. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người, phải biết cái khổ vô số kiếp, nghĩ nhớ lại sự lợi ích cho tất cả chúng sinh. A Di Đà Phật. Cái câu kinh này dạy rất là chí lý. Thật vậy, mỗi một chúng sinh ở trên thế gian này đều mang bệnh. Quý vị đi, có người nào nói mình không bệnh không? Thầy bảo đảm tất cả quý vị đều có bệnh. Đó là bệnh gì? Đó là bệnh sanh tử luân hồi. Quý vị chưa bao giờ thoát được cái bệnh này đâu. Do đó khi mà một vị Bồ Tát mà được sanh và ở cùng thế giới ta bà này thì phải biết cái sự yêu thương nhau. Hôm nay thầy nhìn quý vị ở trong đây đều có tâm Bồ Tát, đều có tâm Phật hết, thì quý vị phải có cái tình yêu thương nhau, phải sống dung hòa và đem sự lợi ích phân phát cho nhau, làm tươi đẹp cho cái ngôi nhà thế gian này. Quý vị mà làm hư hỏng ngôi nhà thế gian này, ngày mai này nhà đâu cho quý vị ở? Bởi vì ngôi nhà thế gian này quý vị không phải ở một kiếp. Quý vị chưa đắc đạo quý vị sẽ ở muôn muôn kiếp. Bởi vì nơi đây chính là nơi mà chúng ta phải cư ngụ hàng muôn kiếp trước khi mà sạch nghiệp và hết cái bệnh sinh tử. Ngày nào quý vị còn bệnh sinh tử thì thầy bảo đảm ngày đó quý vị còn tái sanh lại thế gian này. Quý vị không biết giữ gìn thế gian này thì quý vị tái sanh vào thế gian này quý vị lãnh nhiều cái sự khổ hơn. Do đó đây là một cái ngôi nhà mà không phải một kiếp, hằng muôn kiếp. Quý vị chưa có sự giải thoát thì cái thế gian này vẫn là ngôi nhà quý vị, nên nhớ điều này. Do đó mình còn sống, mình phải làm sao kiến lập cái thế gian này, đưa nó đến cái chỗ toàn thiện, toàn mỹ, để rồi khi mình tái sanh lại, mình sống ở trong cái sự hạnh phúc đầy đủ. Tất cả mọi chúng sinh, bởi vì cái bản tánh, cái bản ngã của mình nó quá vô minh. Chính vì cái sự vô minh này mà chúng ta đã từng sát hại lẫn nhau, đã từng hiềm khích tị hiềm với nhau, luôn luôn gây những cái oan trái cho nhau. Bây giờ quý vị đã tỉnh rồi thì quý vị biết rằng tất cả chúng sinh đều đồng một cái bệnh sanh tử tương lăng,
Vì thế mà phải có sự cung kính, yêu thương, bảo vệ cho nhau. Để chi? Để mình không tạo các nghiệp lực xấu nữa. Để tâm của mình lần hồi nó dập tắt được các nghiệp nhân quả này và đồng cùng nhau giải thoát. Đây là cái phương pháp mà Ngài Di Ma Cật đã nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát có bệnh phải an ủi và chia sẻ cho nhau như thế đấy. Nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự sống trong thạch sạch, chớ sanh tâm buồn rầu, thường tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y dương, điều trị tất cả bệnh chúng sinh. Qua cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật Ngài đã đem tất cả cái tâm chân thật của Ngài để bộc bạch cùng quý đại chúng. Quý đại chúng biết rằng ở trong cái cõi thế gian này, mọi việc đều là hư ảo. Và thân xác của quý vị là do tứ đại mà nó tạo thành. Mà hễ nó nằm ở trong cái tứ đại thì nó thường thường nó bị cái sự vô thường chi phối. Nó phải bị tan rã với thời gian. Quý vị thấy có chúng sinh nào sống bất tử ngàn năm không? Quý vị sống cao lắm, là cho quý vị sống 150 tuổi, quý vị cũng trở về cát bụi. Mà những vị sống 150 tuổi cũng hiếm lắm. Mà dầu cho quý vị sống 800 tuổi như Ngài Bành Tổ đi nữa thì sao? Quý vị cũng trở về cát bụi. Bởi vì thân quý vị là thân tứ đại. Mà tứ đại thì phải bị cái ảnh hưởng của vô thường chi phối. Dầu biết rằng cái thân này nó là huyễn ảo, thế gian này nó cũng là huyễn mộng, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày quý vị phải luôn thực hành việc phước, việc làm phước. Quý vị phải tôn trọng mọi người và sống trong cái sự cái tâm trong sạch. Tại sao thầy muốn nói như vậy? Là tại vì quý vị mang thân cũng là cái huyễn thân. Huyễn thân thì nó phải nằm ở trong cái thế giới huyễn ảo. Quý vị chưa phải thật tỉnh, quý vị chưa có giác ngộ, chưa có pháp thân. Chưa pháp thân thì quý vị phải mang cái thân huyễn ảo này. Cái thân huyễn ảo này nó phải sống ở trong cái thế giới này. Do đó quý vị phải làm phước. Để chi vậy? Để đời sống quý vị trong kiếp sau, trong kiếp tái sinh, quý vị mới có cơ duyên mà sống trong cái sự hạnh phúc. Có nhiều người họ sống suốt một cuộc đời chưa bao giờ biết bố thí hết á, chưa bao giờ biết làm điều lành hết á. Họ chỉ ngồi họ ao ước, ước gì trong kiếp sau tôi tái sanh vào đây, tôi sanh vào trong gia đình của đế vương, tôi sanh vào những gia đình mà những người có địa vị cao lớn, tôi sanh vào tôi đầy đủ cái chức năng học hành cao, được danh gian, mọi người đều nghe tiếng. Cái điều này được không? Chắc chắn là không được. Bởi vì quý vị chưa bao giờ làm phước. Chưa bao giờ làm phước thì cửa của các nhà quan, cửa các nhà vua là chỗ mà cửa vào trong cái cửa phước. Quý vị chưa làm phước làm sao quý vị vào được? Do đó sự làm phước là cái cửa ngõ đưa quý vị trở về trong cái thế gian này, sống ở trong cái gia đình được giàu sang, được phước báo. Quý vị thấy có một cái linh hồn nào, có một cái tâm linh nào họ muốn trở về thế gian này, họ sống trong cái gia đình của người ăn mày không? Tại vì Đà Phật không ai muốn hết á. Ai cũng muốn mình sanh vào ở trong gia đình vương tộc. Nhưng mà mấy ai vào được? Nhưng mà tại sao họ vào được mình không vào được? Tại vì Đà Phật là chỗ này mình kém phước báo hơn người. Mình kém phước báo hơn người, mình phải sanh trong cái gia đình không được vọng tộc, trong gia đình nghèo khó. Mình có sống một cái cuộc đời mà nó trong sạch á, thì trên con đường giải thoát á, mình nó tránh được những cái nghiệp lực xấu nó chi phối. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, mình chỉ là một cái người đang tu học,
Nhưng mà mình thấy bất cứ người nào tu mình cũng cũng dị nghị hết á, mình cũng nói xấu hết á, mình cũng khi dễ người ta hết á, không ai bằng mình hết á, nói pháp cũng thua mình á. Thì thầy bảo rằng, bảo đảm rằng trong con đường mà tương lai của quý vị, khi quý vị làm một vị mà tăng sĩ á, quý vị sẽ thấy cái nghiệp lực trở lại. Quý vị ngồi trên pháp tòa, người ta phỉ báng quý vị, người ta sẽ ganh tị cùng quý vị, người ta dùng mọi cái hành động để mà cho quý vị xấu hổ. Như vậy tại sao? Tại vì cái nghiệp lực của quý vị nó tạo tác. Ngày xưa quý vị đã khinh chê những người tu như thế nào, thì ngày hôm nay quý vị nhận lãnh lại tất cả những quả báo đó, để cho quý vị học được bài học của cái sự khinh chê và thượng mạng. Do đó ngày hôm nay quý vị sống trong cái tâm tốt đẹp, sống trong cái sự làm phước, sống trong cái lòng vị tha, sống trong cái sự cung kính, thầy bảo đảm đời sống quý vị luôn luôn là tốt đẹp. Dầu quý vị không phải là bậc thánh, nhưng mà cái cõi thế gian này là ngôi nhà hạnh phúc của tất cả quý vị. Thế gian này thì quý đại chúng biết rằng nó là hữu hình vật chất, mà hễ hữu hình thật vật chất thì nó phải có sự hoại theo thời gian. Vì thế mà chúng ta phải lợi dụng cái thế gian này, chúng ta phải lợi dụng cái thân tứ tại đại này để chi? Để mà tu học hầu mà đắc được cái sự giải thoát. Đừng có để cái tâm của mình nó lưu luyến cái tứ sự vật chất. Đừng để tâm của mình nó nằm ở trong cái được mất hơn thua mà sanh ra cái tâm buồn rầu. Thầy thấy có những người chúng sinh rất là tội. Họ mất một chút vật 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 báo của họ là họ buồn rầu. Họ mất một chút cái tình thương là họ buồn rầu. Mà như vậy có đáng hay không? Rất là đáng đối với người vô minh, tại vì họ thấy cái đó là một cái của báo của họ nhiều, nhưng mà đối với người mà đã sáng rồi thì không có cái gì là quan trọng nữa. Do đó những người mà đã được sáng tâm thì không nên lưu luyến những vật chất, cũng không nên lưu luyến về cái vấn đề hơn thua, được mất hơn thua. Quý vị được, đó là phước báo quý vị tiền kiếp nó nhiều. Quý vị mất, đó là quý vị chưa đầy đủ phước báo, ráng cố gắng tu thêm. Không có gì mà phải sanh buồn hết á. Mọi vật thực ở trên thế gian này đến khi mình có phước, nó đi khi mình mất phước. Do đó khi mà nó đi, mình biết rằng đó, tôi bắt đầu tôi mất phước. Là tôi bắt đầu tôi phải tu nhiều hơn nữa. Tại vì phước báo tôi đã mất rồi. Do đó phước báo mất thì tài sản mình nó mất theo. Cũng cũng đồng thời một cái người thương gia buôn bán giống nhau mọi thứ, nhưng mà một cái người thì buôn bán rất là đắt, mà một người buôn bán ế ẩm. Tại sao vậy? Phải chi mình bán cái vật thực khác cái người kia thì mình nói rằng tại vật thực người kia nó tốt hơn mình. Mình bán y hệt như vậy nhưng mà người ta bán đắt, mình lại bán không đắt. Cái chỗ này mình nên nhớ rằng mình thiếu phước, mình thiếu tu. Do đó biết được như vậy phải cố gắng tu. Mình tu thì tự nhiên phước mình đến, phước đến thì tự nhiên những tài lộc nó đến theo. Bởi quý vị mà mất phước, quý vị sanh cái tâm buồn rầu á, nó đưa quý vị vào con đường đọa đày và tái sanh mãi à. Quý vị có thấy cái vị A-la-hán hay một vị Bồ-Tát nào mà cái mặt họ rầu rầu không? Không có ha. Vị nào cũng có nụ cười rất là tươi. Tại sao họ được nụ cười tươi, mình không được nụ cười tươi? Là chính mình còn chấp vào sự vật, mình còn chấp vào mọi việc của thế gian này quá nhiều, do đó mình đau khổ. Còn quý vị kia họ cũng có sự mất mát như mình, họ cũng có những cái sự đồng bệnh giống như mình, nhưng mà họ tỉnh rồi, họ không thấy cái gì quan trọng nữa hết. Do đó trên gương mặt của họ luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Chính cái sự buồn rầu này nó sẽ đưa tất cả mọi chúng sinh vào sự đọa đày và sự tái sanh. Do đó những người thật sự tu thì phải tinh tấn dũng mãnh chế ngự những giác quan của mình, không có sanh cái tâm mê luyến,
Bởi vì quý vị sống không có bao lâu hết á, 100 năm nháy mắt là đã qua mất rồi. Quý vị ôm tài sản để làm gì? Quý vị nói rằng tôi để lại tài sản cho con tôi, cho cháu tôi, quý vị để được không? Nếu mà thầy con quý vị, cháu quý vị không có phước, thì tất cả tài sản này nó cũng đều mọc cánh nó bay hết à. Quý vị biết rằng thầy đã chính mắt thấy một cái vị mà kêu là một vị hương cả ngày xưa. Người ta nói rằng cái của ổng mà về mà ruộng đất á, là cò bay mà mỗi cánh, thì quý vị biết như thế nào, cò bay mỗi cánh đó. Nhưng mà ổng đâu có làm phước đâu, ổng chỉ là làm sao để có tiền thôi. Do đó họ ổng sống ở trên xương máu của tá điền, ở sống trong cái sự đài đọa mọi người, nghĩa là công nhân. Ổng sống trên cái sự mà yếp hiếp bức những gái tơ. Do đó rồi khi ổng chết thì sao? Ổng có tất cả 3 người con gái. Quý vị thử tưởng tượng, cha của mình là cái ruộng cò bay thẳng cánh, vậy mà tới thời 3 người con gái, những tiền của đó từ từ nó mất hết. Rồi sao? 3 người này lại sống trong cái nghề bán thân. Quý vị thấy tội chưa? Do đó mỗi đứa con của quý vị nó đều có phước báo riêng. Quý vị không cần phải để tài sản cho nó. Phước báo nó có, tự nhiên nó có đầy tài sản mà nó sống suốt cuộc đời trong sự an lạc. Còn quý vị để lại phước báo, tài sản đầy đủ, nhưng mà cái quý vị chính tâm quý vị chưa bao giờ làm lành, chưa bao giờ làm phước, phước báo này quý vị sẽ phá hết. Quý vị mất rồi, nó sẽ mọc cánh nó bay hết, không còn đâu. Do đó mọi chúng sinh phải biết rằng cái thân của ta là tứ đại tạo thành, nó sẽ tan hoại thời gian, không thể sống ngàn năm mà thọ hưởng cái tứ sự vật chất này. Do đó được mất hơn thua quý vị đừng để trong tâm nữa, cố gắng mà tu hành thì quý vị sẽ đạt đến cứu cánh là giải thoát. Mình phải nhận thức được rằng cuộc đời này là quyển mộng, mình phải mau tỉnh giác để mình ra khỏi cái đại trường mộng này. Để chi? Mình làm một vị y dương để mình cứu thoát được muôn loài chúng sinh. Quý vị nhìn lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài không phải là từ trên cung trời đấu xuất thị hiện xuống mà thành Phật liền. Ngài cũng trải qua hình tướng của chúng sinh, ngài cũng trải qua những cái sự chia ly cùng cha, cùng vợ, cùng con. Ngài cũng trải qua những cái 6 năm nghĩa là khổ hạnh ở trong rừng già, sau đó mới thành đạo. Đâu phải là tự nhiên thành đạo đâu. Thì quý vị cũng vậy, quý vị phải học cái gương đó để mình tinh tấn dũng mãnh để mình đạt đến cái chỗ thiền định giải thoát. Mà chẳng những giải thoát cho mình mà giải thoát cho tất cả chúng sinh đang đồng bệnh với mình, đó là bệnh sinh tử luân hồi vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy chỉ giảng đến cái đoạn kinh này, bởi vì kinh Duy Ma Cật là một cái kinh chứa đầy những cái sự ẩn diệu, do đó thầy không có giảng sâu rộng hơn. Bởi giảng sâu rộng hơn quý đại chúng sẽ nắm bắt không được. Mà quý vị thấy hầu hết, nếu mà mình học kinh mà học tu mình nắm bắt không được thì sao? Rất dễ sanh nhàm chán. Do đó thầy mong rằng mỗi một cái lời trong kinh là một cái lời châu ngọc để cho quý vị giữ mãi trong tâm để đạt được cái sự an lạc và giải thoát vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.